có dấu hiệu là khá chậm phong vi. Dạ đúng rồi ạ. À, khá nhiều dự án gọi là đang giao dịch chậm và nhiều dự án bất động sản mới thì chưa triển khai. Thì theo Vi, tình hình bất động sản như vậy thì nhận định của Vi nha, đây có phải là một cơ hội cho quý anh chị gọi là đầu tư, gọi là để ở hoặc sinh lời thời điểm này không? Dạ, hiện tại thì em đang đứng ở cái khu vực này thì em thấy đây là cái không gian rất là tốt và đây là cũng là một cái cơ hội đầu tư cho những khách hàng, mà mình cũng không thể nói là cơ hội đầu tư nữa, mà đây là cũng là một cơ hội để cho những chủ nhân, những khách hàng nào muốn có một cái nơi an cư lạc nghiệp và một cái không gian sống rất là xứng đáng để mình có thể bỏ tiền ra. Việc mình gọi là đầu tư thời điểm này thì tất nhiên là quý anh chị có rất là nhiều đắn đo, nhất là dòng tài chính. Nhưng mà dòng tài chính bây giờ không đổ vào bất động sản thì sẽ đổ vào đâu? Đó là một câu hỏi cực kỳ quan trọng. Thì đổ vào bất động sản thì đổ vào những bất động sản nào, những dự án nào, những chủ đầu tư nào và cơ sở hạ tầng đã hình thành tới đâu? Thì một trong những cái dự án mà Phước Sửu đang nói đến quý anh chị thì nó có khá nhiều và cái tâm điểm để cho quý anh chị lựa chọn đầu tư. Nói đến dự án này gọi là chắc là mọi người đang biết là Phước Sửu và Vi đang lạc tại một cái dự án Sài Gòn Nhà Bè. Thì có những cái ưu điểm mà quý anh chị có thể chọn đây là làm một nơi đầu tư, bởi vì ở đây là hiện tại là gọi là vùng trũng của bất động sản. Và đối với một cái căn biệt thự sang trọng như vậy nhưng mà mức giá trên một mét vuông khá mềm hơn so với những thị trường lân cận, đặc biệt là Phú Mỹ Hưng và những cái khu trung tâm vùng 7 như Him Lam. Thì như Vi thử nghĩ tại đây nè, cơ sở hạ tầng sắp tới thì hình thành nhiều như vậy thì giá bất động sản tại khu này có thể là tăng lên sau một cái thời kỳ gọi là đóng băng tê liệt như lúc này không? Dạ. Điểm qua ở vị trí tại cái dự án này ha, thì dự án này có một cái sự kết nối, đó là cái tuyến Vành Đai 3, tức là cái cao tốc Bến Lức Long An, sẽ kết nối cái sân bay Long Thành đến cái dự án này tầm đâu đó khoảng 20 phút và kết nối phía đông, phía tây cũng chỉ 20 phút, 3 cây số để ra đến cái tuyến cao tốc này. Đúng rồi, đó là một phần thôi nha. Tất cả những khách hàng của khu Phước Sửu mà hiện tại đang lựa chọn tại khu dân cư này thì họ nghĩ đến đây đến pháp lý. Những dự án mà có pháp lý cực kỳ chuẩn, pháp lý tốt thì đó là lựa chọn hàng đầu. Và cái thứ gì là luôn luôn chọn những chủ đầu tư cực kỳ uy tín. Và nói đến GFENC là một chủ đầu tư cực kỳ uy tín rồi. Họ đã xây dựng khá nhiều công trình giao thông tại Việt Nam như tuyến metro số 1 nè, đường Phạm Văn Đồng nè, cầu Vàm Cống nè, và rất là nhiều công trình tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng nữa. Đúng rồi. Thì bọn như Vi thử nghĩ đi, những cái chủ đầu tư lớn như vậy và giống như là Phú Mỹ Hưng của tập đoàn Đài Loan, thì sau khi những cái công trình hạ tầng ở đó xuống cấp thì sẽ được đầu tư bài bản và xây dựng ngay luôn. Dạ đúng rồi. Và giống như Sài Gòn Nhà Bè này nè, GS đầu tư một cái nơi gọi là khá đẹp, một cái nơi gọi là một nơi gọi tuyệt vời để không gian sống và là những cái cảnh quan. Và những chủ đầu tư quốc tế hàng đầu đứng trong những cái top lớn như vậy sẽ cho ra mắt những cái sản phẩm cực kỳ hấp dẫn và pháp lý chuẩn chỉnh nhất tại Việt Nam. GS này có phải là dự án đầu tiên của chủ đầu tư này không anh Sửu? Không, chủ đầu tư này triển khai khá nhiều dự án rồi. Thì tại chỗ Thảo Điền thì sẽ có Sai Riverview, thì bên đó là một cái căn hộ khá nổi tiếng, rất là đẹp và đưa vào hoạt động rồi. Bên quận 2 đường Nguyễn Cơ Thạch thì chủ đầu tư này có một cái sản phẩm, đó là Sai River Thủ Thiêm, đang chào bán và mức giá thấp hơn nhiều so với thị trường. Và tại Long Bình quận 9 thì có một quỹ đất khá lớn sẽ triển khai. Và Phước Sửu và Vi đang đứng tại một khu dân cư khá đẹp là Sài Gòn Nhà Bè. Thì tại cái phân khu này, nó tại cái khu dân cư này đến 350 hectare nên nó sẽ là những cái khu dân cư tiên tiến về cái cơ sở hạ tầng đồng bộ và tất cả những kết nối hình thành trong một khu đô thị cực kỳ đẳng cấp luôn. Để chọn một cái khu dân cư, để chọn một cái sản phẩm đầu tư trong thời điểm này, thứ nhất pháp lý, cái thứ nhì là về là cơ sở đầu tư, hạ tầng và những cơ sở hạ tầng đã hình thành. Và cái thứ ba là mức giá ưu đãi phù hợp với khách hàng lựa chọn. Thì đây là một cái cơ hội đầu tư tại Nhà Bè quý anh chị ạ. Để có nhiều thông tin hơn nữa nhớ inbox cho Phước Sửu nha.
và theo số hotline của Vy nữa, để cho mình, chúng mình sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về một cái khu dân cư khá đặc biệt nhưng mức giá gọi là đang tầm trung bình, phải không? Dạ đúng rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.